Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng thế giới bật tăng trở lại do đồng bạc xanh đảo chiều suy yếu. Vàng đi lên giữa bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ vọt tăng sau nhiều phiên bị bán tháo ở tuần trước. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi trưa ngày 29 tháng 9 năm 2020 được phát trên kênh giá cả thị trường của chúng tôi. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng và bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ trưa nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng trên thị trường thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, hợp đồng vàng giao tháng 12 tiến 16 USD tương đương với mức tăng là 0,9% lên 1.882,30 USD trên một ao. Cũng trong ngày thứ hai, hợp đồng vàng giao ngay cộng 1% lên 1.878,33 USD trên một ao. Vàng cũng tăng giá ngay cả khi sự hấp dẫn của các tài sản được xem là rủi ro như là chứng khoán tăng lên vào đầu tuần. Hiện tại giá vàng trên thị trường vàng thế giới đang giao dịch ở ngưỡng 1.885 USD trên một ao, tăng khoảng 5 USD so với lúc mở cửa phiên này là 1.880 USD trên một ao. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến ra sao? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, chiều mua vào 55.200.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.700.000 đồng trên một lượng, tăng 550.000 ở chiều mua và tăng 400.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.520.000, bán ra 5.570.000. SJC Hà Nội chiều mua vào 55.200.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.720.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.520.000, bán ra 5.572.000. Doji Hồ Chí Minh chiều mua vào 55.200.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.700.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.520.000, bán ra 5.570.000. Tại Doji Hà Nội chiều mua vào 55.260.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.590.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.526.000, bán ra 5.559.000. Tại hai hệ thống pin Doji Hồ Chí Minh và pin Doji Hà Nội chiều mua vào 55.250.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.700.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.525.000, bán ra 5.570.000. Tại Phú Quý SJC chiều mua vào là 55.250.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.700.000 đồng trên một lượng. Tại vàng Mi Hồng chiều mua vào 55.250.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.600.000 đồng trên một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu chiều mua vào 54.850.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.150.000 đồng trên một lượng. Giá vàng tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Tới thời điểm hiện tại, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố bật tăng 550.000 ở chiều mua và tăng 400.000 đồng trên ở chiều bán. SJC Đà Nẵng chiều mua vào 55.200.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.720.000 đồng trên một lượng. SJC Nha Trang chiều vào 55.190.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.720.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau chiều vào 55.200.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.720.000 đồng trên một lượng. SJC Bình Phước chiều vào 55.180.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.720.000 đồng trên một lượng. SJC Huế chiều mua vào là 55.170.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.730.000 đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa chiều mua vào là 55.200.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.700.000 đồng trên một lượng. SJC tại khu vực miền Tây chiều mua vào là 55.200.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.700.000 đồng trên một lượng. Giá vàng ở một số thành phố còn lại, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm vào bảng giá. Tiếp theo là giá vàng bông số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận bông số 9 từ 1 đến 5 chỉ, chiều vào 52.950.000 đồng trên một lượng, bán ra 53.500.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 400.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng bông số 9 nhẫn ở chiều mua vào là 5.295.000, bán ra 5.350.000. Vàng nữ trang bông số 9 chiều vào 52.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 53.300.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng bông số 9 ở chiều mua vào là 5.250.000, bán ra 5.330.000. Vàng nữ trang 24K chiều mua vào là 51.572.000 đồng trên một lượng, bán ra 52.772.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng 24K ở chiều mua vào là 5.157.200.000 đồng, bán ra 5.277.200.000 đồng. Một số giá vàng còn lại, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm vào bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin về thị trường giá vàng và bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào phiên trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.